Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Thì hiện tại các bạn vào cái app khai thác đó là IC Network nha các bạn Thì đã có một cái thông báo mới giải thích về cái số lượng mà số dâu của các bạn đã bị trừ nè Thì các bạn có thể bấm vào để mà đọc nha rồi thì cái thông báo này chúng ta hiểu đơn giản đó, đó là à, cái mà tính toán đó là cái tiền thưởng của chúng ta tiền thưởng mà mời bạn bì đó các bạn Thì cái tiền thưởng này nó bị lỗi nha các bạn cho nên hiện tại à, đó là đội ngũ IC đã cập nhật một cái phiên bản mới cho nên à, nó đã sửa được cái lỗi này Và cái số dư của chúng ta đã trở về đúng với số dư mà chúng ta còn phải nắm giữ nha các bạn Thì các bạn quay trở lại cái app khai thác nè Như mình là số dư của mình là khoảng mười mấy triệu các bạn Nhưng mà hiện tại nó hạ xuống chỉ còn có 5 triệu mốt thôi các bạn thì đây là một cái tin vui nha các bạn chứ không phải một cái tin buồn đâu các bạn bởi vì hệ thống đã xác định được lỗi và đã cập nhật đúng số dư tạo ra cái sự công bằng cho tất cả mọi người thì ai ai cũng như ai các bạn chứ không phải là người này được nhiều người kêu được ít đâu các bạn đây là sự công bằng thì ai cũng như ai thôi các bạn nhưng mà cái giảm số lượng IC này là một cái tin vui nha các bạn nó làm hạn chế đi cái số lượng IC đang tồn tại trên thị trường từ đó tạo nên cái sự khan hiếm của đồng IC nha các bạn chứ thực sự mình là người bị mất coi nè các bạn ăn nè à. nhưng mà nhiều quá mình cũng không thích nha các các bạn thì các bạn bấm vào cái dấu menu rồi các bạn bấm vào cái chữ mà thống kê nè. Các bạn xem nè, à, hiện tại các bạn bấm xuống dưới nè, đây là cái mà người dùng hàng đầu nè, các bạn có thể bấm vào mà xem à, hiện tại cái số người dùng là các bạn nè. Cái người dùng cao nhất chỉ có 30.7 triệu mà thôi. Thì à, lúc trước người dùng cao nhất lên tới năm mươi mấy, 60 triệu con các bạn nhưng mà hiện tại đã cập nhật phiên bản mới rồi đa số là vài triệu thôi các bạn nhưng mà nhiều bạn nói là cái số IC này á, là à, rất là nhiều dài người mỗi người là dài triệu dài chục triệu không thôi các bạn nhưng mà không phải nha người ta người ta có số lượng nhiều là bởi vì người ta đã khó một phần số IC người ta lại thì à, có thể người ta đã khó tới 90 hoặc là một phần trăm hoặc là người ta có thể khó là 4, năm 5, 5 năm các bạn à cho nên cái số lượng IC đó thì 4, 5 năm sau người ta mới mở khó người ta mới sử dụng được nha các bạn cho nên nhiều bạn sợ tính tới cái chuyện mà xả coi này nọ rồi nhiều bạn tính tới cái chuyện mà nói là cái này đào như là đào rác cho nên nó không có giá trị ai cũng mới dễ dàng đào được cái đồng AC này thì thật sự là các bạn đang không hiểu về cái đồng AC cơ chế mở khó của nó nha các bạn cho nên thật sự là nó không có nhiều như mà các bạn nghĩ đâu các bạn nó rất là ít nha các bạn à, như mình là mình ví dụ như mình nha à, đây là mình có 5 triệu mấy nhưng mà các bạn bấm một cái thanh khai thác á, thì nó sẽ hiện ra cái mà à, lãi suất nè rồi cái số dư IC chúng ta đang có nha các bạn như mình 5 ,1 triệu mốt nha mà ở đây mình đã bị khó tới 4 ,9 triệu chín là các bạn nè nó suy ra mình chỉ có 200.000 cái đồng IC nhưng mà 200.000 cái đồng IC này nó cũng chỉ là mở khó từ từ nha các bạn chứ nó không thể nào mở khó một lần cái ảo được ví dụ như là mình liên kết cái sơ bước 2 đây thì uh, À, bắt đầu từ tháng 1 nó sẽ trả cái đồng AC nó trả trong vòng 10 tháng nha các bạn đến tháng 10 à, chúng ta mới bắt đầu mở mạng mở nha còn cái mà số AC mình khó nè thì uh, 5 năm sau mình khó tới 5 năm nè các bạn nè Thì 5 năm sau mình mới mở khó số IC này nha các bạn Cho nên nhiều bạn nói là uh, mỗi người có vài triệu là không có đâu các bạn Vài triệu nhưng mà người ta khó lại hết rồi uh, Chúng ta không thể nào mở khó được nha 5 năm sau mình mới mở khó nha các bạn Cho nên những người mà đứng top á, đa số là họ khó á. Cái số lượng IC rất là lớn nha các bạn Cho nên các bạn yên tâm đi Không có cái chuyện mà xả coi này nọ Không có cái chuyện mà mất giá này nọ đâu các bạn rồi và đến thời điểm hiện tại bạn nào vẫn chưa khai thác IC Network thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phòng bình luận để mà tham gia khai thác IC Network càng sớm càng tốt nha các bạn. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chung bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.